thơm thơm. Bốn sáu ba 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 bốn bảy bốn sáu ba 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 đồ bị đồ quà đồ bỏ hết. Hỏi chủ xe chứ. Chắc là đâu 71/60. Nó lạnh trời. Ui, dậy này bắt đầu lạnh rồi. Đây có lửa nữa nè. Ấm quá. Xe cũng lạnh. Làm sao vậy? Quá tốc độ. Hả? Quá tốc độ. Tốc độ bao nhiêu mà quá? Quá tốc độ nữa. Chạy cho cố vô. Cố nó mới chạy được. Nó đạp được gì vậy? Mình đo tốc độ bằng cái. Bây giờ nói cái này á, em nói anh này, cái này là gửi hình ảnh này để thông báo. Bọn em có máy nhé. Hả? Bây giờ anh muốn xem máy thì sáng ngày mai. Sáng ngày mai. Tại vì ở đây là cách đây là cái máy đó cách đây là 15 cây số trong cái. Anh ra bên làm cái 15 cây số khỏe đấy. Nói anh.
anh này, bây giờ cái này là thông tư này là không quy định là bọn em phải mang máy về cho anh xem. Nhưng mà bây giờ căn cứ đâu để anh bảo em quá. À thì bây giờ đó, tôi gửi hình ảnh này là để chẳng qua là cho anh biết chứ, biết là mình vi phạm tốc độ thôi. Em biết rồi, nhưng mà cái điện thoại của anh là công an, để bộ công an để đo thiết bị hay sao? Thì anh nói cái này là nghiệp vụ hả? À, cái này bây giờ tôi nói anh này, cái này á, là chẳng quá gửi cho anh biết trước thôi. À không, vậy thì bây giờ em xem ở trên máy rồi em sai rồi em tìm. Được, có cái thôi, có gì đâu, đơn giản. Bây giờ em nói anh này rất đơn giản. Bây giờ là anh muốn xem máy thì em cho anh xem. Chứ nó thoải mái thôi, chứ nó không... Không muốn phải... Căng thẳng, không phải thắc mắc gì cả. Thôi được rồi anh. Không, anh chứng minh lỗi thì anh đưa giấy tờ cho anh, đưa anh đi làm. Thế thì bây giờ là anh muốn như thế nào, anh nói nghe. Thì bây giờ anh cứ cho em xem là em vi phạm ở cái thiết bị nghiệp vụ của anh đo được là em vi phạm. Thì em sẽ xuất trình cho anh một cái bản em cứ em đi. Anh cứ đâu em bảo như thế nào. Không, bây giờ anh chưa có cái để làm được chứng minh em vi phạm cho anh xin một cái giấy tờ. Lúc nào anh có máy ở đây anh bảo chứng minh bằng thiết bị nghiệp vụ anh đo tốc độ đúng không? Anh phải đo bằng cái thiết bị nghiệp vụ. Nếu như anh bảo cái điện thoại này là thiết bị đo tốc độ thì em xuất trình cho anh để anh lập. Không không. Máy được cái điện thoại này chẳng qua anh em gửi cái này. À, vậy thì mình chưa phải cái này thì chưa phải cái để căn cứ để em vi phạm đúng không? Thế thì anh cho em xin lại giấy phép đã. Đúng không? Khi nào anh mang đấy thì máy bắn về đây có căn cứ là ở em vi phạm đúng không? Thì các anh yêu cầu thì em phải xuất trình. Đúng không? Anh em có gì đâu phải căng. Rồi không, tôi không căng thẳng đi nào. Được chưa? Dạ. Nhưng mà anh biết anh vi phạm chỗ nào chưa? Em chưa, đến bây giờ em không biết là em có vi phạm hay không. À. Vậy là vẫn chưa. Đi đâu về đấy? Dạ em đi qua chút. Này. Thôi rồi cho ông đi á, nhắc cho ông một lần á. Dạ. Đi đi. Rồi anh cứ mang máy về cho em coi thì vi phạm em chỉ việc nào. Rồi rồi cho ông đi thôi, làm các em cứ phải... Các anh cũng đi làm, chúng em tạo điều kiện hết sức để chấp hành và hợp tác với các anh để các anh hoàn thành nhiệm vụ. Có gì đâu. Bây giờ ý là bây giờ anh... Ý là anh dừng xe em thì bây giờ anh cho em xem với tốc độ. Nếu em vi phạm thì anh làm biên bản rồi em ký. Đấy, chúng em hợp tác với lại các cán bộ để các cán bộ... Ý bây giờ mục đích bây giờ nói thẳng luôn, anh em nói thẳng luôn. Ý anh như thế nào? Ý em giờ cho em, anh đi. Ý em là anh dừng xe em rồi, em có lỗi thì anh cứ lập biên bản. Thế em có bằng cho họ. À. Bây giờ ý là dừng xe, có lỗi, bây giờ lập biên bản. Được chưa? Thì em có cãi hay chống đối gì đâu anh? Không, tôi không nói anh cãi chống đối. Em chấp hành để các anh hợp tác với các anh để các anh hoàn thành nhiệm vụ thôi. Ôi dịch mẹ lành thế nhở. Mặt tuệ hết chứ. Dịch mẹ cái áo mặt nóng mình phải bị. Này. Nói thẳng luôn anh em á. Còn tôi chả khó khăn với các anh đâu. Không, chúng em khó khăn gì đâu. Anh thấy em có chống đối các anh hay là các anh nói thì chẳng có cái gì đâu. Em chống đối. Thôi đi đi, anh đi. Bây giờ là thật với anh là bọn tôi chẳng không thắng gì cả. Cái anh khỏi quay chứ. Đâu, bọn bây giờ quay gì đâu. Cái anh không phải quay gì đâu. Tôi cũng là gặp thôi. Ủa em bây giờ lên đây lần đầu rồi. Hả? Em bây giờ lên đây lần đầu đi rồi. Quá rồi chứ. Đó. Quá rồi.
với anh đây này. Dạ. Nếu anh không biết thì tôi sẽ nhắc cho anh một lần. Dạ. Đồng ý không? Anh là lần đầu tiên lên đấy đúng không? Là đường đúng không? Hay là đấy. Bên bàn đấy lâu chứ anh Nguyễn? Lâu lắm. Giờ máy ra hả? Sao trong đoàn có người? Hay chứ. Một đường ấy chứ. Sao vượt trong vườn có người? Hay chứ giờ gọi nó đếm nghe. Nó thằng thằng năm ba. Giờ gọi nó đếm nghe. Mất tiếng nhiều à? Ngồi đây cho vui chứ không mình nó đây nó buồn tạo nó lại lỡ dính bản nó rung lắm nó ngồi nó rung.
Thời tiết này đúng thời tiết này bắt rồi.